Xin chào các bạn. Dobrý den. Các bạn đang theo dõi video số 13, video học cả tiếng Séc theo sách Giao tiếp bằng tiếng Séc tập 1. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ luyện nghe và luyện lại các cái cuộc hội thoại để chúng ta nghe cho dễ hiểu hơn. Và chúng ta cũng sẽ nói thêm một chút về tên và họ Việt Nam, nói làm sao và giới thiệu làm sao để cho người Séc có thể hiểu. Cô tinh. Karlův most. Cô tinh. Đến bây giờ thì chúng ta đã biết được hỏi người chưa quen để biết được họ và tên, nghề nghiệp, nước gốc của người ta, viết tên riêng hoặc là tên địa lý nào đó như thế nào. Jak se jmenujete? Co děláte? Odkud jste? Jak se píše viň? Và tiếp theo thì chúng ta đến cái câu nói jak se máte? Bạn khỏe không? Thế cái máte là sức, nó là ý nghĩa sức khỏe hay là sao? Cái động từ máte có nghĩa là tình trạng như thế nào, cảm thấy như thế nào. Tại vì là trong tiếng Việt chẳng hạn ấy, khi mà hỏi về sức khỏe thì nói là cái câu sức khỏe có khỏe đã không, nhưng mà ở đây thì cái câu hỏi về cái tình trạng sức khỏe nó lại không liên quan đến sức khỏe, nhưng mà cái từ đấy thì chúng ta lại nghe rất là nhiều khi mà người Séc xã giao với mình. Jak se máte? Có nghĩa là trong trường hợp hai người gặp nhau và hỏi thăm về mình thì không dùng từ zdraví, khỏe, nhưng mà dùng câu khác thôi, nhưng mà ý nghĩa như nhau, cách phản ứng cũng như nhau. Mình hiểu rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng chúng mình theo dõi hội thoại số 4, trang 47. Chúng ta hãy lắng nghe hội thoại, các bạn có thể tập và đọc theo. Và chúng ta sau đó sẽ nêu ra vài cái câu nói cơ bản. Dialog 4, strana 47. Dobrý den, Liň. Dobrý den, jak se máte? Mám se dobře, a vy? Mám se výborně. Vy jste studentka? Ne, já nejsem studentka. Já jsem podnikatelka. Promiňte, už musím jít. Samozřejmě. Mějte se hezky. Naschledanou. Vy taky, naschledanou. Jak se máte? Mám se výborně. Mám se dobře. Mám se normálně. Ujde to. Mějte se hezky. Vy taky. Các bạn ạ, chúng ta trong 3 tập video cứ nói đi nói lại các cái câu xã giao đơn giản nhất, thường xuyên nhất mà người Séc hay sử dụng. Người Séc vào cửa hàng của bạn dù mua bất cứ cái mặt hàng gì thì lâu ngày không gặp thì họ cũng sẽ hỏi jak se máte, vân vân. Thì các bạn trên cơ sở đấy, trên cơ sở các cái hội thoại mà chúng ta đã làm thì các bạn cũng có thể tìm ra được một cái câu trả lời chính xác. Nhưng bây giờ chúng ta cũng sẽ xem lại các cái câu nói cơ bản nhất trong những cái câu hội thoại đấy. Các bạn hãy thử làm bài tập số 7, trang 47. Tức là ở đây có một số lượng từ riêng biệt. Nhiệm vụ của các bạn là hãy dùng các cái từ này và xếp thành các câu nói. Các câu nói này thì chúng ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần ở trong các cái phần hội thoại. Các bạn hãy thử làm nhé. Và chúng tôi có thể đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản. Trong các cái từ này, mình sẽ xếp ngay một câu ví dụ là jak se máte. Đó là câu hỏi, bạn thấy thế nào, khỏe không? Cvičení 7, strana 47,
Tvořte věty. Đấy là Jirka thường nói những cái phần đầu đề bài bằng tiếng Séc, như là với từ video này các bạn sẽ nghe rất là nhiều tiếng Séc, nhưng mà tất cả các cái câu nói đấy đều được viết tại trên đầu đề bài. Vậy bây giờ các bạn hãy tạm dừng video này lại và hãy tự làm các cái câu nói, sau đó bật tiếp video để xem gợi ý của chúng tôi. Zastavte video a dělejte cvičení. Vậy thì các bạn đã xong chưa và đã làm được bao nhiêu câu nói? Để cho chúng mình gợi ý một chút nhé. Jak se máte? Mějte se hezky. Mám se dobře. Máte se dobře? Máte se dobře. A vy? A jak se máte vy? Mám se taky dobře. Vy taky. Các bạn ạ, trong những video trước thì chúng ta có nói một chút về tên và họ của người Séc. Có một cái câu chuyện mà Jirka đã kể tương đối là dài nhưng mà nghe nó thấy rất thú vị. Còn tên Việt đối với người Séc thì ra sao, Jirka? Thì cái mà mình nên nhớ là người Séc thì không phân biệt được khi các bạn giới thiệu mình họ và tên ở đâu. Bạn khi giới thiệu họ và tên của mình thì có phải là tên con sông hoặc là thành phố hoặc là tên người, họ không biết được. Thực ra thì nếu mà một người Séc nào đó giới thiệu với các bạn tên của họ, ví dụ là Petr, Honza hay cái gì đó, mặc dù các bạn không biết tiếng Séc nhưng mà các bạn có thể nhớ luôn cái tên của họ. Có lúc là nói sai một chút nhưng mà không sao, nhưng mà các bạn cái đấy là cái tên của họ thì là biết. Jirka thì là tên của Jirka, nhưng mà mình đoán là đa số phần trăm những người xem video này không biết họ của Jirka là gì. Nhưng không sao. Nhưng mà khi chúng ta tự giới thiệu mình với người Séc thì tên của Việt Nam bao gồm nhiều chữ hơn. Cái khó khăn là người Séc thì vừa không biết xưng các bạn bằng chữ gì, chữ họ đầu tên hoặc là chữ tên cuối họ và tên của các bạn. Và nếu như mà phải viết họ và tên vào phiếu chính thức, mẫu đơn hoặc là vào danh sách dữ liệu của cơ quan nào đó thì người Séc sẽ không biết chia 3 hoặc là 4 chữ họ và tên Việt Nam như thế nào cho nó phù hợp với cái phiếu, với cái kiến trúc của lập trình ở trong danh sách chính thức. Có nghĩa là một người Séc có tên và có họ. Ví dụ tên là Petr thì ghi vào ô tên, phải không? Còn nếu mà họ là Novak thì ghi vào họ là Novak. Còn ví dụ mà có người Việt Nam nào mà tên là Phạm Thị Thu Huyền, thế thì cái đấy chia như thế nào để ghi vào hai cái ô như vậy được? Chắc là cái căn người Việt Nam thì thắc mắc là họ là gì? Phạm Thị Thu hay là Phạm Thị hay là Phạm? Cái kiểu là họ á? Ừ. Thì họ chắc là Phạm rồi. Chính thức là như thế. Nhưng mà một số người Việt Nam thì bạn nói là cái âm tiết Văn và Thị thì nó thuộc họ. À thế à? Cứ tưởng nó là tên. Có theo theo ý kiến của Jirka cũng là tên, nhưng mà một số người thì nghĩ như thế. Thế vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để hoặc là giới thiệu bản thân mình như thế nào để cho người Séc không dễ nhầm tên của mình và biết cách gọi chính xác mình tên là gì, họ mình là gì? Cái khó khăn là vì nếu như mà người Séc lưu họ và tên Séc vào máy tính
Thì sau đó họ còn in ra hai kiểu được, có nghĩa là dù mình điền vào phiếu một cách đúng thì chúng ta in ra ngược lại được họ và tên, hoặc là tên và họ cũng được, và người xét đều nhận ra được. Nhưng mà nếu như mà chúng tôi làm với tên của người nước ngoài thì nếu như mà thay đổi vị trí và trả từ của hai họ và tên thì chả ai biết được là người như nhau. Ví dụ là Lan thì Nguyên hoặc là Nguyên thì Lan, có thể là người xét nghĩ là hai người dù chỉ là một người bể in ngược lại họ và tên. Thế thì bây giờ ví dụ là mình có một cái tên giả như vậy, mình ra ủy ban, mình không muốn để ủy ban nhầm lẫn tên và họ của mình để nó không gây ra một cái vấn đề gì đó, thế thì mình sẽ giới thiệu như thế nào? Mình cũng có thể khuyên cho các bạn cái quan trọng nhất, cái điều là quan trọng lắm, mà mình khi nào cũng giới thiệu mình một cách như nhau, chứ không phải là một lần mình nói Trần Văn, lần thứ hai là Trần, lần thứ ba là sang Trần Văn. Tại vì sau đó thực sự nó gây rắc rối thì tốt nhất là mình giữ nguyên tắc nào đó. Có lẽ là cái nguyên tắc đơn giản nhất và gần nhất là mình xem vào hộ chiếu. Ở trong hộ chiếu thì họ Việt Nam khi nào cũng đứng trước và nó là cái chữ đầu tiên. Và nếu như mà các bạn viết vào văn bản thì mình viết chữ Hoa luôn để phân biệt họ và tên, kể cả khi in ra ngược lại. Có nghĩa là cái gì mà trong hộ chiếu nó được chia ra cách hai cái mũi tên thì chúng ta nên viết chữ Hoa hết, đó là họ, còn cái còn lại sẽ là tên. Các tòa án công hòa xét cũng bắt đầu sử dụng cái chiến lược này để dễ phân biệt người. Thế là mấy nữa là người Việt Nam cứ đi đến đâu là họ của mình toàn là chữ Hoa hết, phải không? Chỉ họ, chỉ họ toàn là chữ Hoa hết. Như thế là nếu như mà các bạn giới thiệu mình thì nói được Dobrý den, ja jsem Trần Văn Sang, příjmení je Trần, Trần, jméno je Văn Sang. Thế mình hiểu rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học thêm hai từ, đó là příjmení là họ, jméno là tên. Nếu như mà các bạn muốn nói với người Séc nên xưng bạn như thế nào thì nói Říkejte mi prosím Sang. Làm ơn hãy gọi tôi là Sang. Hoặc là Říkejte mi prosím pane Sang. Hoặc là làm ơn hãy gọi tôi là ông Sang. Cái cuối cùng hay hơn. Và để các bạn có thể thử luôn cái cách mà mình yêu cầu người khác xưng hô mình như thế nào, hoặc là cái cách mà mình giới thiệu như thế nào, thì các bạn hãy xem bài tập số 5 bên trên trang 47. Cvičení 5, strana 47. Doplňte. Và để các bạn có thể tưởng tượng là cái bài tập này nó làm như thế nào, thì bây giờ chúng tôi sẽ làm một cuộc hội thoại và các bạn hãy theo dõi nhé, và sau đó hãy điền vào theo. Dobrý den. Dobrý den, jak se jmenujete? Já jsem Sam. Jak se jmenujete celým jménem? Trần Văn Sang. Jaké je vaše příjmení? Příjmení je Trần. Jaké je vaše jméno? Jméno je Văn Sang. Các bạn lưu ý, nếu như mà có ai hỏi câu hỏi đầu tiên thì các bạn trả lời tự do được. Nếu như mà hỏi celým jménem thì đối hỏi cả họ và tên rồi. Nó giống như là khi mà bạn tên là Phạm Thị Thu Huyền, bạn nói một cái câu như vậy, sau đó họ bắt đầu hỏi thế cái gì là tên, cái gì là họ, mà thực ra là Phạm Thị Thu là họ hết à? Chính thức theo hộ chiếu thì chỉ có chữ Phạm là họ. Đó hết cả đầu. Sao lại cứ phải có 4 câu trong một cái tên như vậy? Vậy các bạn hãy thử cái bài tập này. Bây giờ các bạn thử điền vào họ và tên của mình cho nó đúng nhé. Vậy bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp các bạn trong video 14. Sau này. Naschledanou.
Karlův most. Karlův most. Ahoj. Ahoj.